Ở đây con muốn hỏi thầy có những cái điều kiện, mà con không hiểu nhân quả, cho nên con muốn hỏi thầy để thầy xác định cho rõ cái nhân quả. Đó là một cháu bé 3 tuổi mập mạp, cháu bị viêm viêm phổi cộng với bệnh đi đi lõm, được bác sĩ ca trực cho chuyển tuyến, do hoàn cảnh nên phải về chuẩn bị tiền. Hôm sau mới ra lấy giấy và đưa cháu lên tuyến trên. Bác sĩ trực ngày hôm sau tiếp nhận bệnh nhân, thấy cháu vẫn chơi ngoan, tỉnh táo bình thường, để lại điều trị tiếp. Con là y tá điều trị, con thấy lo cho tính mạng của cháu. Trẻ con thường diễn biến bệnh rất nhanh, con lạm quyền. Có nhắc lại lời bác sĩ nói cho cháu chuyển tuyến, bác sĩ trẻ có vẻ coi thường tay nghề người khác. Thế rồi bệnh tật của cháu chuyển biến đến không lường, sau nửa đêm cháu cứ liệm dần và đã qua đời. Đã muộn rồi, dù bác sĩ có làm thế nào đi nữa cũng không thể cứu cứu nổi cháu, để lại cho người mẹ nỗi đau khổ vô cùng tận. Con thương quá mà chẳng giúp được gì thầy ạ. Thầy ơi, con không hiểu sự việc đó là nhân thế nào, hỏi thầy, con xin thầy hoan hỷ chỉ giùm cho con được biết. Mọi cái sự việc đều xảy ra là có nhân quả hết, nhân quả trong cái tiền kiếp của cháu này, do cái nhân quả yếu tử, cho nên dù là bác sĩ đã biết, nếu mà kịp thời thì chắc chắn là cháu không chết, nhưng mà vì cái nhân yếu tử của cháu nó mới khiến gặp cái ông bác sĩ đó, cho nên ổng coi thường, thấy cháu cũng khỏe mạnh đàng hoàng có gì đâu mà sợ, cho nên vì vậy mà cháu phải chịu chết do cái nhân yếu tử của cháu đời trước. Cho nên ví dụ như bây giờ có người, cũng như thầy nói, cái hạt có cái hạt nó lên mạnh, có hạt lên yếu, có hạt nó vừa lên nó bị chết, nó bị thối. Tất cả những cái hạt giống như vậy thì đứa bé này nó cũng nằm ở trong cái nhân quả của cái yếu tử đó, cho nên nó khiến cái hoàn cảnh mà nó khiến nó chậm trễ để cho cháu chết. Thì chúng ta biết thương thôi, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhìn đây là nhân quả yếu tử của nó rồi, không làm sao hết, nó có những cái sự cản trở để rồi nó chết. Cho nên cái nhân quả, cái quy luật của nhân quả nó rất là đặc biệt, nó tính toán rất kỹ lưỡng lắm. Nó ví dụ như bây giờ một tai nạn giao thông đi nữa, nó gồm lại một số người bị chết ở trên cái chiếc xe đó, nó gồm lại đồng thời một cái thời điểm để đi lên, mà cái người ở chỗ này, người ở chỗ kia, chứ không phải là có một gia đình mình lấy xe đó đi đâu. Cho nên nó hay lắm, nó làm sao cho người ta cùng đi trên một chiếc xe đó để mà chết. Cũng như cái nhân quả của cháu đó, nó làm sao hay gì nếu mà không có ông bác sĩ đó thì cháu sẽ không. Nó đặt thành cái vấn đề rất là kỹ lưỡng, nó biết là cái yếu tử đó nó phải đến cái giờ đó đó, thì cái ông bác sĩ đó ổng đến thì ổng lại chậm trễ. Thấy bởi vì không phải ổng không thương cái cháu đó đâu, nhưng mà ổng thấy ổng khinh thường, ổng thấy bởi vì cháu cũng đang tỉnh táo có gì đâu mà phải cần phải chuyển tuyến cho nhanh, cho nên vì vậy mà cái nhân quả nó khiến rồi, nó khiến như vậy. Cho nên bây giờ con có thương yêu gì, con có kêu gì đi nữa thì con chỉ biết đây là nhân quả, thì cái tâm của con nó không còn thấy hối hận trong lòng. Mình đã hiểu biết, mình đã nhắc nhở mà ông bác sĩ ông lại nằm lơ. Cho nên vì vậy đó, khi mà con hiểu được vậy đó thì con rất là an ổn cái tâm con, vì cái tất cả mọi cái đều là nhân quả. Cho nên cái nhân quả của cháu này đã từng giết hại chúng sanh, đã từng làm cho chúng sanh chết, do đó bây giờ sinh ra để mà chết, rồi chết rồi tiếp tục tái sanh nữa, rồi sẽ bị chết yếu tử cho đến khi cháu 13, 14, 10 tuổi rồi bị xe đụng hoặc là tai nạn gì đó, hoặc là cơn bão bệnh nào đó chết. Để đến khi mà cái nhân yếu tử của cháu, cái sự giết hại của cháu nó đã trả hết cái nghiệp rồi, thì cái cận tử nghiệp của cháu này nó sẽ sinh ra nó mới hết. Còn trong khi mà cháu, trong khi cũng như mấy con bây giờ đang còn sống đó, thì nó có những cái nhân quả của cái hành động thiện ác của mấy con đi sinh ra làm người làm vật rồi, để trả cái quả con đang đang làm. Còn khi cận tử nghiệp nó là cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp đó nó trả cái quả chính chính cái hành động cuối cùng, cái nhân quả cuối cùng đó nó thực hiện qua khi con bỏ xác thân con, thì con trả cái quả cuối cùng gọi là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối cùng, chứ không phải là cái cận tử nghiệp của mình nó không thành, con người đâu, nó thành con người con vật nữa, mà nó tiếp tục nó yếu tử là tại vì cái nhân nó đã tự nó làm, nó giết hại chúng sanh, nó làm cho những cái loài vật yếu chết đi, nó phải trả cái mạng sống của nó bằng cái sự yếu tử của nó.
Cho nên hiểu được nhân quả rồi thì chúng ta thấy an ổn lắm. À, trước cái sự kiện xảy ra đó thì chúng ta biết nhân quả rồi. Cháu này nó đã gây nhân quả của đời trước của nó. Không, bây giờ nó mới sinh ra như vậy, nó mới lớn lên vậy, nó chưa có làm cái điều gì ác hết mà tại sao nó phải trả cái quả y tử vậy? Thì biết là đời trước nó còn tạo cái ác gì đó, cho nên đời nay nó sinh lên đó để nó đúng cái duyên, cái môi trường sống của nhân quả đời trước nó thành cái môi trường sống hiện tại của nó mà. Cho nên cái môi trường sống hiện tại thì phải có giờ đó là ông bác sĩ đó canh trực đó, thì do đó nó đưa nó đến lúc của ông ta thì ông ta lại lơ đễnh xem thường cái bệnh, do đó cho nên cháu phải đành chịu chết để cho nó đúng cái duyên y tử. Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 60 tuổi, với căn bệnh của bác đã đi khắp các tuyến bệnh viện rồi mà không chữa được, bác thiết nghĩ là có một loại thuốc streptomycin chữa chưa ở đâu tiêm cho bác cả, và bác đã mua sẵn, nhờ cháu đến tiêm giúp cho bác. Bác bảo có gì bác chịu, con rất thương bác nhưng làm thế nào được ở thầy. Trong lúc đó bác đau khổ vô cùng, đối với người sắp hấp hối ra đi mà con lại không được phép gia đình nên con không dám tiêm, mà con thấy bệnh nhân khi họ sắp chết là họ khao khát một điều gì đó mà không được toại nguyện, họ chết trong sự lưu liếm thèm khát đau khổ. Con thấy thương họ quá, thầy ơi nếu lúc đó mà người nhà của con là con sẽ quyết định được, vì trước sau gì cũng chết, mong sao trước lúc ra đi họ được toại nguyện thảnh thơi thanh thản là con yên lòng, mà điều đó con cũng không làm được, lương tâm con cũng bị day dứt vô cùng thầy ạ. Đó có phải là nghiệp quả của con ngày trước con mắc nợ họ mà nay con phải gặp những sự việc như vậy không thầy? Đó là cái vấn đề mà con gặp. Thì sự thật ra cái cơn đau của ông ta để cho ông ta chết, thay vì chích thuốc đó để cho thỏa mãn, để làm cho ông ta mãn nguyện của ông ta, thì trước bây giờ gia đình người ta không bằng đồng ý, cho nên con không có quyền làm điều đó được. Khi mà chích ông như vậy thì do đó thì con thấy con không phải hối hận, mà con lại nhìn bằng nhân quả, con thấy đây là nhân quả, không phải mình chứng kiến cái nhân quả này là mình có cái duyên, có cái duyên để chứng kiến nhân quả, cho nên mình hiểu nó nhân quả. Nhân quả của ông này phải đau cho đến tận cùng cái chết của ông ta, tức đó mà ông không thể nào mà thay đổi được, cho nên chúng ta không chích thuốc được, con hiểu không? Do đó là cái nhân quả rồi, không có thể nào thay đổi được. Vì vậy mà con là cái người biết rất rõ, mà con không có làm sao được hết, tại vì cái nhân quả của ông ta, nếu mà con kê dài vô con làm thì con phải đánh giá cái nhân quả đó cho ông ta đó. Cho nên vì vậy mà con biết đây là nhân quả, con an ổn tâm con, bởi vì lương tâm con mà trước cảnh đó thì con rất là đau khổ, nhưng mà con biết thấy nó nhân quả thì cái lương tâm con đó. Vì cái nhân quả trước kia ông đã làm cái gì đó là con cũng là một người chứng kiến, cho nên bây giờ ông trả cái quả này cũng là con là người chứng kiến trong cái đời trước, cho nên cái nhân quả nó rất là hay, nó cấu kết như thế nào để cho con phải chứng kiến được cái đau khổ đó của ông ta. Cho nên vì vậy mình nhìn qua cái nhân quả thì mình biết, nếu không có duyên nhân quả làm sao có mọi người sao không chứng kiến mà lại có mình chứng kiến, mình có cái duyên gì chứ. Cũng như thầy nói các con phóng sanh, nếu mà mấy con đi ra chợ đi kiếm cá tôm mà con mua phóng sanh là mấy con sai, tại vì cá tôm nó tạo cái nghiệp của nó cũng bắt cá tôm nó ăn, cho nên cái người mà ăn cá tôm nó mới thành ra cá tôm để mà trả cái quả đó. Bây giờ các con phóng sanh là các con làm cái điều phi nhân quả, nó không đúng. Cho nên vì vậy mà cái duyên của mấy con đi tìm nhân quả mà mấy con đã sai. Còn bây giờ mấy con đi trên đường về mà thấy cái người đó họ lưới cá hoặc họ bắt cá, họ câu cá, thì mấy con thấy đây là cái duyên của mình gặp cái người đó, là đời trước cái người đó có cái duyên với mình rồi. Cái nhân quả đó có cái duyên với mình trong cái gặp cái nhân quả nào đó, nó tương ưng rồi. Cho nên mình gặp cái trường hợp đó, một con cá mà đang bị mắc câu, mắc lưới, thì mình xin mua con cá đó mình thả liền. Tại vì cái duyên mà mình là một người tu cái tâm từ, cái lòng thương yêu của mình, cho nên mình mua phóng sanh là phải có cái nhân duyên, mà có cái nhân duyên thì nó mới hợp đúng lúc mình mới thấy. Chứ còn cỡ bây giờ con cá đó bây giờ nó chưa dính câu mà con đi đây tới cửa chùa rồi, nghĩa là con đi ra tới cửa chùa rồi, bây giờ con cá nó mới dính thì con đâu có biết đâu, thì nó bắt nó bỏ vỏ, thì con cá này là cái nghiệp của nó như vậy mà, nó phải trả cái quả của nó như vậy. Cho nên vì vậy mà con vẫn thấy an toàn. Còn giờ con đương đi tới vậy mà nó dở cần câu lên, con cá giải đau đớn vô cùng, thì con thấy vậy con bỏ tiền ra, thôi chú bán cho con cá này đi chứ,
Thì con mua con cá này con đem con thả. Tại vì cái nhân duyên đó gặp con để con cứu nó, con thả nó để cho nó sống thêm một vài năm nữa, để nó trả cái nghiệp của nó còn lại. Chứ nó sống thêm nó cũng khổ như thường. Bởi vì có sống cũng khổ mà chết cũng khổ, nó cũng tiếp tục đi tái sanh luân hồi. Nó không có còn, bởi vì nhân quả rồi, nó không có từ ai hết, nó không có tha người nào hết. Nó làm thầy giải thích để cho mấy con hiểu thêm cái nhân quả, nó có cái nhân duyên với nhau, nhân duyên trong nhân quả. Trường hợp thứ ba là diễn đến với con, làm con suốt một thời gian khủng khiếp trước cái chết quá nhanh của một bệnh nhân. Đó là một anh to khỏe 45 tuổi vào viện với lý do là khó thở. Vừa lúc đó là 16 giờ, bệnh nhân khai lúc trưa 1-2 giờ trưa có tiêm thuốc kháng sinh. Nhưng bệnh nhân nói thuốc đó tiêm thường xuyên. Bác sĩ lấy lời trình bày của bệnh nhân xong mà cho y lệnh theo dõi khó thở do phản ứng thuốc. Trong lúc bệnh nhân khó thở tăng dần, họ kêu con cứu giúp. Chị Tập ơi, cứu em với, không thì em chết mất. Em bị bệnh yết hầu, khoảng 15 phút nữa thôi là em chết. Chị cứu giúp em với. Với tiếng kêu tha thiết cầu cứu của bệnh nhân, con sốt ruột quá. Trong lúc này con rất lo lắng và tìm mọi cách để giúp họ. Nhưng bác sĩ không cho phép và bảo chẳng có bệnh yết hầu nào cả. Giờ chị mà căng miệng bệnh nhân ra là nghẹt thở chết liền. Con nghĩ lúc đó không căng miệng thì họ cũng chết. Mà con chỉ muốn an ủi và giúp họ lần cuối, mai ra có sống được. Và con cũng có nghe người ta nói bệnh yết hầu nó lên rất nhanh, là một bọc máu. Nếu biết được sớm mà móc họng bấm cho bể bọc máu đó ra là sống được. Có phải căn bệnh thế không thầy? Nỗi băn khoăn này con chưa được rõ, con xin thầy chỉ giảng giúp cho con được biết. Đúng vậy, cái bệnh đó mà nếu kịp thời đó thì nó sẽ không bị nghẹt thở. Vì nó lớn, nó căng đó, nó nghẹt thở, nó làm cho người ta chết. Mà nếu mà biết chắc nó vậy đó thì người ta cán họng ra, người ta bấm cho bể cái mục đó đi, thì cái người này nó sẽ sống được. Nhưng mà vì bác sĩ đã nghĩ rằng nó không phải bệnh yết hầu, cho nên người ta không có, người bác sĩ người ta có quyền, còn mình đâu có quyền được. Cho nên vì vậy mà con nghĩ như vậy. Nhưng dù sao con xét lại nhân quả, đây cũng đều là nhân quả. Tại sao bác sĩ lại không biết cái bệnh người ta yết hầu? Đó, thì do đó tiếp ra thì khi mà người ta đến đó thì bác sĩ phải khám nghiệm coi tụi con như thế nào. Và nếu mà không khám nghiệm kịp hoặc là có những gì chậm trễ, đều là do nhân quả sắp xếp hết. Cho nên mọi thứ ở trên đời này không có cái gì là không nhân quả. Cho nên khi mà con hiểu biết được nhân quả thì tâm con trước cảnh nào con cũng an ổn. Mà con không hiểu được nhân quả thì tâm con rất là đau khổ. Khi một người mà biết thương người thì trước cảnh đau khổ của người khác thì mình không thể nào cầm được nước mắt, mình cứ rất đau khổ chứ. Nhưng mà khi mình hiểu được nhân quả thì mình đây là nhân quả. Mình thương người nhưng mà mình trấn an được mình bằng cái hiểu biết nhân quả. Mà bằng cái hiểu biết nhân quả là bằng một cái sự thật. Nó là cái chân lý rồi. Nó là cái chân lý sự thật rồi. Cho nên mình hiểu biết như thật mà. Cho nên vì vậy mà tâm mình nó không có dao động, nó không có khổ đau. Chứ con hay không hiểu nó là nhân quả thì con sẽ khổ đau. Vì cái người bệnh nhân này họ gieo một cái nhân nào đó, họ gieo một cái nhân ác nào đó, mà chính đến bây giờ đó họ phải trả cái quả đó. Trong khi họ cái giờ phút đó là cái nhân quả nó tới là họ phải chết trong cái bệnh đó rồi. Cho nên bây giờ muốn cứu họ cũng không được. Nó khiến cho mọi điều kiện để chậm trễ hoặc là điều này thế kia để cho họ chết. Thay vì cái bệnh này không đáng chết mà cái duyên nhân quả nó tới rồi. Nó tới rồi nó bảo giờ đó chết thì không có cãi là giờ khác được. Chỉ có những người tu hành của chúng ta khi có đủ cái đạo lực đó, thì chúng ta mới nó cái nhân quả nó đến nó bảo chết giờ này thì chúng ta bảo không được chết thì nó không chết. Chỉ có người tu nó mới được vậy. Còn cái người mà không tu á thì nó bảo giờ tí này chết thì giờ tí chết, nó bảo 12 giờ này chết thì 12 giờ này chết, chứ đừng có cãi nó được. Nó bảo chết là chết, bởi vì nhân quả mà, cái định luật của nó như vậy. Nó bảo tử hình là tử hình, mà nó bảo nằm đó là nằm đó. Nó thấy cái người mà bán thân nó muốn chết mà nó đâu có chết được, nó bảo nằm đó là nằm đó. Chừng mà nó bảo chết là nó tới giờ phút nó chết. Bây giờ một giây xê xích, một giây nó cũng không cho mình chết trước nữa.
không cho chết trước một giây mà không cho chết sau một giây. Cái lực của nhân quả là vậy, nó tử hình là nó đúng giờ nó chết. Cái quy lực của nó rất là độc đáo đó. Nhưng mà cái lực của nó, cái luật nhân quả đó thì không ai, chính là bản thân của mình làm ra cái nhân quả đó. Các con hiểu đường đi nhân quả là do đâu? Do cái tâm hành, khẩu hành, ý hành của mình, chính nó do chỗ nào mà ra? Chính mình tạo cái nhân quả đó, là mình lặt hái lại cái nhân quả đó để trả cái quả đó. Cho nên làm sao cái giờ đó mình làm cái nhân quả đó, chứ ai làm cái giờ đó? Thì cái giờ mà nó nhân quả nó đến với mình thì mình phải trả cái quả đó cũng đúng cái giờ đó, chứ làm sao trả được đó. Cho nên không có chạy sai đâu được hết, không có trốn tránh nó được. Đó là những trường hợp con chứng kiến cảnh của những người sắp chết và chết, nên những hình ảnh đó nó ám ảnh trong con. Tiếng kêu cứu thảm thiết của họ cứ văng vẳng bên tai con luôn bị hoảng sợ và lo lắng trước những cảnh chia lìa cuộc sống. Tình cảm của con người thân phải chịu đau khổ vô cùng mà con đã nhìn thấy. Lúc ấy con cảm thấy mình vô dụng và bất lực quá thầy ạ. À, đúng vậy, con sẽ đứng trước nhân quả là con là người bất lực. Thầy nói đứng trước, mặc dù mẹ mình bà lăn lộn mà mình không làm sao mà làm được nhé. Từng bà tắt thở mình cũng không làm sao cứu bà được hết, chịu thôi à. Đó là những người thân của mình đó mấy con. Sự thật là đứng trước cái cảnh mà đau xót của cha mẹ mình lăn lộn rên la, mình không làm sao được hết. Ví dụ như bây giờ thầy về thầy nuôi ông thân của thầy, thì trong khi mà giờ cái phút mà ông thân thầy qua đời trăn trở rất là khổ sở, phải đỡ lên nằm xuống, thấy cái khổ sở đó mà mình không làm sao mà chịu thế cho ông ta được, mà cũng không làm sao chết thế cho ông ta được. Phải chi mình làm được, mình chịu đau được cho ông ta thì mình cũng chịu. Với cha mình, mẹ mình mà làm sao mình bỏ được, nhưng mà không làm sao được nữa. Bởi vì nó có quy luật của nhân quả, ông đã tạo những cái nhân quả đó, ông tới giờ được, ông phải chịu những cái quả đó, mình không thể được, chính ông ta cứu. Cho nên đạo Phật nói các con từ thắp đuốc lên đi, nghĩa là bây giờ Đức Phật cũng không thể chịu đau thai cho mấy con được, mà chịu chết thai cho mấy con được, mà chính mấy con phải tự thắp đuốc lên mà đi để cứu mình. Đó là Đức Phật đã thấy được cái quy luật của nhân quả, cái ghê gớm của nhân quả, chứ không phải là thường. Ước gì con được sinh ra trong một gia đình giàu có, được ăn học đến nơi đến chốn, để có kiến thức hiểu biết giúp người thật là hạnh phúc biết chừng nào. Con ước mong được, tại vì cái nhân quả nó khiến cho con ở cái trình độ đó, cái cấp bậc đó, để rồi con chứng kiến những cái đó, để cái nhân quả nó phải đến với con để con chứng kiến, để làm cho con xót xa đau lòng. Trước khi mà tạo những cái nhân quả đó thì cái người đó họ tạo nhân quả đó, thì trong khi đó nó con cũng là người mà đã đồng tình với cái cảnh người đã làm cái điều ác đó, con cũng vui sướng đó. Cho nên bây giờ khiến cho con phải đứng trong cái vị trí đó để mà con đau khổ. Con ước muốn những cái điều mà con ước muốn thì con sẽ từ đây, từ bây giờ con phải làm cái điều đó, con phải học làm những cái điều đó thì cái ước muốn nó mới thành công. Bởi vì nhân, con gieo cái nhân đó thì con sẽ gặp được cái quả. Còn bây giờ con ước muốn có ngay liền thì không được, có ngay liền thì không được, bởi vì nhân quả mà cái nhân quả đã gieo thì tức là con phải chứng kiến những cảnh đó để cho con có não lòng đau đớn. Mà từ đó tới bây giờ con thấy trải qua thời gian chưa học nhân quả thì ở trong lòng con mỗi lần mà nhớ đến những cảnh đó con thấy xót xa chưa hết. Nhưng mà hôm nay con học nhân quả rồi, con mới thấy là con xả được đó. Nghĩa là từ bây giờ đó con sẽ thấy mình xả được cái tâm của mình. Khi mình hiểu được nhân quả thì mình chỉ chuyển biến được cái nội tâm đau khổ của mình. Nay thầy cho chúng con quãng đường đi nhân quả con người và được thầy thuyết giảng, nhưng con cũng chưa hiểu được mấy. Con mong thầy chỉ giảng giúp cho con ba trường hợp trên để con hiểu sâu hơn về nhân quả. Vì ba trường hợp trên con không xác định được nhân thế nào cả, con hiểu rất mù mờ thầy ạ. Con kính mong thầy quan hỷ chỉ giảng cho chúng con được rõ. Con xin cảm ơn thầy. Bây giờ thầy nói như thế này, Đức Phật dạy mình thấy cái quả của hiện tại thì mình biết cái nhân của quá khứ, phải không? Đức Phật nói mà thấy cái nhân của hiện tại thì biết quá khứ sẽ gặp cái quả. Cái người đó làm ác làm thiện thì trong cái hiện tại thì mình biết là tương lai họ sẽ gặp lấy những cái quả khổ hoặc là quả vui, hưởng cái phước. Còn mình hiện giờ mình thấy người ta đang hạnh phúc, đang vui thì mình biết là cái quá khứ của họ đã gieo cái nhân gì. Đức Phật xác định cho chúng ta biết mà nhìn cái hiện tại mà biết được cái tương lai của cái nhân, mà nhìn cái hiện tại mà biết được quả tương lai của chúng ta, phải không? Chúng ta cứ nhìn hiện tại à mà biết được, bởi vì nhân quả chỉ có nhìn hiện tại mà xác định được cái quá khứ và cái tương lai. Cho nên vì vậy mà con nhìn cái hiện tại
mà con thấy được cái cảnh đau lòng đó thì con biết quá khứ họ gieo cái nhân gì rồi, không? Mà hiện giờ con thấy cái hiện giờ mà họ đã trả những cái quả này, họ trả quả này mà họ bình tĩnh thôi, hoặc là họ có những cái sự làm những cái hành động thiện gì đó, thì con biết tương lai họ sẽ tái sanh như thế nào. À, bây giờ những cái người mà rên la đau đớn mà kêu cứu như thế này thì con biết họ tương lai họ sẽ sanh ra cái gì rồi, sanh ra cái gì rồi, họ làm theo cái nhân quả đó mà sanh ra. Vậy thì bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa, có người nào hỏi? À con hỏi.